Minh Minh, chúng ta hãy kết hôn nha. Không phải là anh thì ai muốn cưới em hả? Không phải có anh Đình Phong hay sao? Dương Hoàng, chuyện cầu hôn hồi tối hôm qua, bây giờ em sẽ trả lời đây. Chúng ta không kết hôn gì cả. Minh Minh, ngồi sang ghế kia đi. Chỗ đó anh ngồi mà. Anh ngồi chỗ khác đi. Thiếu gì chỗ sao anh không ngồi? Đúng là không phép tắc gì hết. Ngon quá à. Thiệt hả? Nếu vậy thì lần sau anh sẽ làm nữa cho em ăn. Ngon quá. Ăn đi. Vương Hoàng à, thời gian qua em trốn đi đâu vậy? Bộ em tính không tham gia để đóng phim nữa. Em không đi đâu hết. Có kịch bản hay thì đóng. Thực ra thì anh muốn mời em tham gia một bộ phim. Em nghĩ sao? Có muốn hợp tác không? Tại sao muốn hợp tác với em? Thực ra thì mọi người muốn mời em vào vai này theo yêu cầu của tác giả kịch bản. Tác giả kịch bản? Ai vậy? Là Minh Minh. Cái gì? Sao? Em có muốn tham gia không? Tất nhiên là không rồi. Em đâu phải hết thời đến nỗi kịch bản của ai cũng nhận đại mà đóng đâu. Anh đọc đi rồi hãy quyết định mà. Không đọc. Tại sao phải đọc chứ? Kịch bản của em viết làm sao mà hay được? Chắc chắn là dở rồi. Dở sao người ta đưa đi sản xuất chứ? Nếu em nói hay thì sao? Em đang tạo cơ hội cho anh đó. Nếu phim ra thành công, anh đừng có hối hận. Yên tâm đi, tôi không hối hận đâu. Tại sao tôi phải hợp tác với một tác giả kịch bản như cô chứ? Đúng vậy. Dẫu sao thì diễn viên tào lao như anh thì làm gì biết phim hay chứ? Anh cứ làm những gì anh thích đi. Đúng vậy. Đừng quan tâm tới tôi nữa. Ai thèm quan tâm đến anh? Ừ, mặc kệ tôi. Làm gì hét vợ? Cái gì? Này hai người, chúng ta nói chuyện này sao vậy? À Vương Hoàng à, dù sao đi nữa thì em cũng không thể nào sống mãi ở đây được. Anh nói sao? Anh đã tìm cho em một căn hộ mới. Em có thể dọn ra vào cuối tuần này. Ủa, liên quan gì tới anh mà anh tìm nhà cho em vậy? Chỉ là vì anh cảm thấy thực sự không thoải mái khi thấy em lúc nào cũng ở bên cạnh bạn gái của anh. Cả kịch bản mà anh ta cũng không thèm đọc. Nếu mà thành công, anh ta sẽ phải ân hận suốt đời vì đã bỏ lỡ một cơ hội quá tốt. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng mới nhận lời, chắc chắn sẽ thành công mà. Vương Hoàng, cậu có thể nào đọc kịch bản trước rồi mới quyết định từ chối có được không? Nhưng mà quan trọng là em không thích những phim kiểu đó. Em có thể không thích, nhưng mà đây là công việc. Để kiếm sống, đôi khi chúng ta không có sự lựa chọn. Nhất là trong hoàn cảnh của em hiện tại bây giờ, mà anh nghĩ đây là cơ hội tốt nhất mà em có thể nhận được lúc này. Em biết điều gì tốt cho sự nghiệp của em mà. Anh không cần phải lo đâu. Vương Hoàng, anh đã cầu hôn với Minh Minh. Anh đã nói với cô ấy là cho anh sống bên cạnh, để bảo bọc và chăm sóc cô ấy suốt đời. Vậy cô ấy nói sao? Minh Minh nói là vì mới ly dị chưa được bao lâu, cho nên cô ấy cần có thêm một thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Vương Hoàng, nếu em đã bỏ cô ấy thì nên đi luôn. Chứ bây giờ mà em trở về thì có khác nào làm cho cô ấy thêm một lần đau khổ như trước đây. Nếu em đi luôn thì cô ấy sẽ yên tâm mà đến với anh. Em phải dọn đến ngôi nhà mà anh thuê cho em đi. Và đừng bao giờ gặp cô ấy nữa. Anh đi nha. Dạ, tạm biệt anh. Tạm biệt.
Hoàng, có chuyện gì phải không? Chuyện gì chứ? Em đừng có làm phiền anh. Có thật anh đã gặp ba và xin lỗi ba rồi chưa? Ba có tha thứ cho anh không? Có. Nhưng mà tại sao em lại hỏi vậy? Vậy mai mình về nhà ba nha. Nè, em tới đó làm gì chứ? Tới đó để cảm ơn mọi người đã tha thứ cho mình. Còn ăn cơm cùng với gia đình nữa. Em sẽ hát bài hậu sinh cho bà nội nghe nữa. Minh Minh, em tự cho rằng mình là ai chứ? Tại sao em tới chỗ đó để ăn tối? Còn nữa, gia đình ai chứ? Họ, họ không phải là gia đình của em. Chúng ta đã ly dị rồi, phải không? Em quên chuyện đó rồi à? Còn nữa, ngày mai anh sẽ dọn đi khỏi đây. Sao hả? Sao bất ngờ vậy? Sao nó sẽ không dọn đi mà? Em chẳng phải sẽ kết hôn với Đình Phong hay sao? Chuyện đó không phải như vậy đâu. Anh cứ tưởng Đình Phong đã bỏ em rồi. Vậy em có biết rằng anh đã lo lắng cho em nhiều thế nào không? Mà anh biết Đình Phong rất yêu em. Thật ra khi em nói rằng em sẽ đến với Đình Phong, anh thật sự đau khổ và lòng tự trọng của anh bị tổn thương rất nhiều. Nhưng mà anh biết rằng đến với Đình Phong sẽ tốt hơn cho em. Dương Hoàng à, không phải như anh nghĩ đâu. Đình Phong vừa giàu vừa có tài, lại còn đẹp trai nữa. Vậy mà chẳng hiểu sao anh ta đi thích người cứng đầu, ngốc nghếch mà còn bừa bãi lộn xộn như em chứ. Thật sự anh không thể hiểu nổi. Nếu mà em kết hôn với Đình Phong, anh không biết rằng gia đình của anh ấy có làm khó cho em hay không nữa. Nhưng anh dám chắc ba mẹ anh ấy là những người rất bận rộn. Họ không có nhiều thời gian để la rầy em giống như bà nội của anh đâu. Nên em đừng lo lắng nhiều quá. Với lại em cũng biết cách để kết thân với người khác nhanh lắm mà. Đừng có nghĩ nhiều quá nha. Em sẽ làm tốt mà. Gia đình anh ấy sẽ thương em thôi. Nào, cố lên. Minh Minh, hãy hạnh phúc. Tại sao con gà mái ngủ nhiều quá vậy? Hãy nhớ tập thể dục vào buổi sáng để có sức khỏe, không được để bị bệnh đó. Tạm biệt.
Chào em. Sáng nay anh Dương Hoàng đã dọn đi. Thế cậu ấy có nói là sẽ đi đâu không? Em không biết. Có lẽ lên núi hay xuống biển gì đó. Chắc là anh ấy đã dọn đi vào buổi sáng khi mà em còn ngủ. Ít ra thì anh cũng phải nói lời chào tạm biệt với em chứ. Anh ta đúng là con người kỳ cục. Nhưng em vẫn có thể gặp lại Dương Hoàng mà. Gặp lại? Nhưng là khi nào? Và làm sao em có thể chờ đợi đến lúc đó? Anh xem, khi không có Dương Hoàng ở bên cạnh, em vẫn luôn chờ đợi anh ấy. Mà dù biết anh ấy sẽ không đến, nhưng em vẫn luôn chờ. Em biết khi gặp lại anh ấy cũng không được vui vẻ gì. Nhưng không có anh ấy ở bên cạnh em, em thực sự cảm thấy rất buồn. Em biết mình không nên chờ đợi anh ấy, nhưng em vẫn cứ lo, cứ nhớ, cứ nghĩ và nghĩ rất nhiều. Cứ luôn chờ đợi anh ấy như vậy. Em biết chờ đợi một ai đó rất mệt mỏi và đau khổ. Chính vì vậy anh Đình Phong, anh đừng nên chờ đợi em nữa. Minh Minh, em xin lỗi. Đáng lẽ em phải nói điều này ngay từ đầu, nhưng đợi đến bây giờ mới nói ra. Em xin lỗi anh rất nhiều. Dương Hoàng, không phải anh đi từ hồi sáng rồi sao? Sao bây giờ quay lại vậy? Anh quay lại bởi vì anh còn nhiều điều cần phải nói với em, và anh cũng có thứ muốn đưa cho em. Anh để quên gì hả? Minh Minh à, anh đã nói rằng anh sẽ không để mất em, nhưng không hiểu tại sao anh lại để mất em. Anh cảm thấy không cam lòng, và anh rất giận bản thân mình. Nhưng bây giờ anh không muốn mất em một lần nữa. Đúng như em đã nói, anh luôn là người làm em tổn thương và không bảo vệ được em. Em đã đúng. Anh không biết cách để yêu một người. Anh không biết cách thể hiện tình cảm của mình với một người khác. Và đúng là anh không biết cách để làm em được hạnh phúc. Anh thật sự chẳng biết gì cả. Bởi vậy cho nên tất cả những gì em muốn, anh hứa anh sẽ cố gắng làm em hài lòng. Nếu em muốn anh chờ, anh sẽ chờ. Nếu em nói anh hát, anh sẽ hát. Nếu em kêu anh nhảy, anh sẽ nhảy. Nếu em muốn anh mua quà, anh sẽ mua quà tặng em. Anh sẽ làm tất cả những gì em muốn. Tất cả. Minh Minh à, anh muốn tặng em cái này. Chiếc nhẫn này là sao? Em không thấy sao? Là nhẫn cưới đó. Chúng ta sẽ làm đám cưới nha. Em
em sẽ lấy anh chứ. Anh Dương Hoàng, sao tự dưng anh lại đột ngột thay đổi một cách kỳ lạ như vậy? Có gì kỳ lạ đâu. Không phải, ý em là anh vừa kêu em quen với anh Đình Phong rồi nói sẽ không bao giờ quay lại ngôi nhà này nữa, nhưng bây giờ thì lại anh hành động thật là lạ lùng. Sao đàn ông không có kiên định gì hết vậy hả? Không phải là anh không kiên định, nhưng mà lúc đó anh nghĩ nếu để em ra đi thì anh sẽ cao thượng, nên anh mới nói vậy. Nói tóm lại, Minh Minh à, em có đồng ý lấy anh hay không? Hả? Ý anh là em sẽ lấy anh chứ? Có phải vì anh Đình Phong mà em do dự như vậy hay không? Không phải, em và Đình Phong đã quyết định sẽ là bạn tốt của nhau rồi. Vậy hả? Ừ. Vậy thì tại sao chứ? Hay là vì anh không tốt, anh không xứng đáng với em? Em ghét anh lắm hả? Cũng không phải luôn. Anh phải cho em thời gian suy nghĩ chứ, làm sao có thể trả lời nhanh như vậy được. Vậy khi nào? Khi nào em cho anh câu trả lời? Một tuần nữa nha. Một tuần? Ừ. Không được. Sao lâu quá vậy? Vậy 3 ngày. Không được. Nội trong ngày mai em phải cho anh câu trả lời. Hả? Phải. Nội trong ngày mai em phải cho anh câu trả lời. Sao bụi quá vậy? Đi dọn dẹp đi. Vậy rồi hả? Chút xíu mình ăn sáng xong rồi cùng nhau dọn dẹp nhà cửa ha, bầy bộn quá. Dương Hoàng, anh có đụng vô laptop của em không? Chuyện gì vậy? Anh có đụng tới laptop của em hay không hả? Sao vậy? Có vấn đề gì à? Em mất hết tất cả mọi thứ đã viết rồi. Không thể nào. Vậy tại sao mất hết tất cả những gì đã viết hả? Vô lý. Mất hết. Làm sao mất hết được? Anh hỏi em, em cũng biết đâu em mất hết rồi đó. Em có tìm kỹ chưa? Chắc chắn là còn mà. Tìm ở đâu chứ? Thì không thể nào chịu nổi mà. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, lần sau đi vô giường mà ngủ. Toàn làm việc quá sức rồi ngủ gục không à. Đó là chuyện của em, không cần anh quan tâm đâu. Tại sao lại đụng laptop của người khác hả? Anh nghĩ là ai chứ?
thì cũng chỉ là anh quan tâm em thôi. Nè, tiền điện mắc lắm, tại sao con tắt máy tính mà đi ngủ hả? Ai trả tiền điện hả? Em là người trả tiền điện mà. Đừng bao giờ xen vào chuyện của em nữa. Đừng xen vào chuyện của em à? Đúng vậy đó, đừng xen vào chuyện của em nữa. Vì anh mà em mất hết tất cả mọi thứ đó biết chưa? Anh có biết là em đã bỏ rất là nhiều công sức vô đó hay không? Bây giờ thì mất hết rồi, anh đúng là đồ phá hoại đó. Nè, mất thì viết lại, cứ làm như viết là cái gì lớn lao lắm không bằng. Đúng vậy đó, mấy người viết kịch bản tài ba không giống như em đâu. Họ ngồi xuống là ý tưởng tuôn ra rào luôn á, chứ không giống như em đâu. Ngồi ì a ì ạch suốt cả ngày mà cũng viết không xong kịch bản nữa. Con gà mà cũng biết viết lách hay sao vậy? Thiệt là mắc cười quá. Anh giỏi quá ha. Vậy tại sao anh muốn kết hôn với con gà? Ai? Ai nói anh thích em hả? Chẳng qua là anh tội nghiệp cho em thôi. Nghĩa là sao? Không phải là anh thì ai muốn cưới em hả? Em vừa ngốc nghếch vừa xấu xí nữa, ai mà cưới em hả? Không phải có anh Đình Phong hay sao? Dương Hoàng, chuyện cầu hôn hồi tối hôm qua, bây giờ em sẽ trả lời đây. Chúng ta không kết hôn gì cả. Anh Dương Hoàng, anh định khi nào dọn ra ngoài vậy? Phim của anh đóng thì ế ẩm, các hợp đồng quảng cáo thì bị hủy. Bộ bây giờ anh không còn chỗ nào để đi hay sao? Nói cái gì vậy? Nhìn gì? Dọn ra ngoài đi. Tại sao cứ ở đây hoài vậy? Anh sẽ dọn đi cho tới khi nào tìm được nhà mới. Còn bây giờ anh cứ ở đây, cùng lắm là anh trả em tiền thuê nhà chứ gì. Em không cần tiền của anh. Nếu như anh muốn ở đây thì em xem anh như người giúp việc của em. Cái gì? Cái gì mà người giúp việc chứ? Em bị sao vậy? Nếu anh không thích thì có thể bỏ đi mà. Làm bữa sáng lúc 9 giờ cho em nha. 9 giờ? 9 giờ làm buổi sáng hả? Đúng vậy, như vậy là nhượng bộ cho anh lắm rồi đó. Còn nữa, nếu như anh thích sạch sẽ như vậy thì có thể tự mình lau chùi chỗ này suốt cả ngày. Bực mình quá. À! Bực mình quá không thể giết được gì hết. Nè, Minh Minh. Chuyện gì? Sau khi chúng ta ly dị, chúng ta đã hiểu ra rằng hôn nhân là quan trọng thế nào mà, phải không? Cho nên lúc mà giận nhau, đừng có lấy chuyện hôn nhân ra nói nữa, được không? Hả? Đừng có hễ giận lên là đòi không cưới. Nè, lỡ làm vậy sau này hối hận thì sao? Cái gì? Hối hận à? Ừ. Nếu em làm vậy, sau này em sẽ hối hận đó. Không phải vì em giận anh mới nói vậy đâu. Chẳng qua là chúng ta đã kết hôn một lần rồi, có chồng không có gì là thú vị cả. Chán ồn. Chán hả? Ừ. Suốt ngày dọn dẹp rồi cãi giả nhau, không chán mới là lạ đó. Còn nữa, tính tình chúng ta không hợp nhau, giả lại cũng không hiểu gì về nhau cả. Tốt nhất chúng ta nên là bạn tốt thôi. Bạn? Nếu không muốn là bạn, vậy là chủ ghế tới vậy. Bất cứ mối quan hệ nào mà anh thích. Anh ở nhà dọn dẹp đi, em đi chợ nấu cơm. Đi ra ngoài cho em thay đồ. Alo, Minh Minh hả? Mình nè. Ừ, đang ở nhà nè, cậu qua đi. Ừ, rồi vậy nha. Trời ơi, cái này mà kho tiêu là ngon lắm á. Đã quá à. Nè, cho cậu nè. Hấp dẫn quá. Trời ơi, nhiều vậy. Cậu cho tụi mình nhiều đồ vậy là hết giận rồi phải không? Ai nói hết giận?
Không hết giận sao cho nhiều vậy? Mình đâu có cho cậu đâu, mình cho em bé của cậu mà. Phải ăn nhiều vô em bé mới khỏe được. Cậu tốt bụng quá à, cảm ơn nha. Hai người sống đàng hoàng nha, đừng có lừa đảo nữa. Đâu có đâu, thì tụi mình cũng hối hận rồi. Tại lúc đó túng quá nên mới làm liều vậy thôi à. Nhưng mà hả, dạo này cậu thấy anh Bá Thông làm gì chăm chỉ đúng không? Mình thiệt là may mắn mới có được một người chồng tốt như vậy á. Đối với người phụ nữ, lấy được người chồng tốt là điều quan trọng nhất mà. Cậu sao vợ? Có gì buồn phải không? Nói cho mình nghe đi. Tâm sự xong á, cậu sẽ thấy nhẹ nhàng hơn nhiều á. Nè, ăn đi. À. Ngon quá. Mình về nha. Bye bye. Alo anh hả? Minh Minh nó mới từ nhà mình về nè. Trời ơi, nó đem theo quá trời đồ ăn với trái cây luôn à. Anh, Minh Minh nó kể là Dương Hoàng cầu hôn nó xong bị nó từ chối á. Cái gì? Thiệt hả? Vậy là Minh Minh với Dương Hoàng có yêu nhau rồi. Tôi nhờ cậu kiếm tài liệu mà sao giờ này còn đứng đây nói chuyện điện thoại nữa. Dạ em kiếm cho anh rồi nè. Dạ, tự nhiên vợ em gọi điện thoại nói là đau bụng quá, muốn em về đưa vợ em đi bệnh viện. Với lại vợ em cũng gần sanh nè, thành ra em cũng cảm thấy lo lo. Em hả? Em ơi, anh Hùng trợ lý giám đốc của anh á. Em nói chuyện với anh Hùng nghe. Anh nói chuyện với vợ em. Alo. Anh ơi, anh làm ơn cho chồng em về đi anh. Em bị đau bụng quá, anh cho chồng em về để đưa em đi bệnh viện đi. Chứ đau. Chị yên tâm, tôi sẽ cho chồng chị về liền. Vợ bị đau bụng sao không nói với tôi liền? Thôi anh về lo cho vợ đi. Dạ, lên. Dạ cảm ơn anh. À khoan đã. Dạ chuyện gì vậy? Cho anh nè, về lo cho vợ đi bệnh viện. Dạ cảm ơn anh, em sẽ trả lại cho anh sau. Thôi hỏi đi, tôi cho anh luôn đó. Dạ cảm ơn anh. Cô Thích, cô Thích, vô đây, vô đây. Cúc vàng. Cho anh à. Đồ Minh Minh cho hả? Ừ. Bữa nay sếp của anh á, tưởng nó là em bị đau bụng, em đi vô bệnh viện thiệt, cho anh 500 ngàn luôn. Đã vậy, tiền đâu. Anh giữ đây nè, chú anh đưa cho. Mà sao tự nhiên gì chuyện của Minh Minh mà anh chạy về giờ liền vậy? Cái này hay lắm nè, anh kiếm ra được cách, kiếm được tiền mở tiệm cách DVD. Cách gì? Nè, mình lợi dụng cái chuyện mà mình Như Hoàng á, cầu hôn với Minh Minh á, mà bị Minh Minh từ chối á, mình kiếm tiền, chịu không? Thôi, vậy kỳ lắm. Minh Minh nó tốt với mình vậy nè, mình cứ lợi dụng nó hoài à, em thấy mắc cỡ luôn á. Không được đâu. Nói là lợi dụng thôi, hiểu không? Chứ thực chất ra là mình giúp con bé đó, giúp Dương Hoàng, giúp luôn vợ chồng mình kiếm vốn làm ăn. Thiệt không? Trời ơi, anh vốn dĩ thông minh mà em. Một mũi tên của anh bắn ra là phải trúng 3 cái đích, chứ không phải là tầm thường trúng 2 cái đích đâu. Hiểu chưa? Thấy anh hay không? Hay quá đi à. Nè, giờ anh bàn với em kế hoạch vậy nha. Chắc chắn kỳ này là mình phải quyết thắng mới được. Dương Hoàng. Anh Hoàng đây. Em đi chợ về rồi hả? Anh mới dọn dẹp nhà cửa sạch bóng luôn. Sạch không còn một hạt bụi đó. Để anh nấu cơm cho. Em đi nghỉ ngơi cho khỏe. Lên thay đồ đi. À, anh pha nước cam cho em uống nha. Rồi, được rồi. Alo. Anh muốn gặp tôi hả? Chuyện gì vậy? Anh thì có chuyện gì quan trọng chứ? Tôi không gặp đâu. Có gì nói luôn đi. Không nói qua điện thoại thì thôi.
Bực mình quá đi. Anh mà gọi nữa là chết với tôi đó. Dạ dạ anh ơi, chuyện này liên quan đến Minh Minh á. Minh Minh vợ anh á, anh Minh Minh á. Dạ đúng rồi, Minh Minh á. Anh Dương Hoàng. À, anh Dương Hoàng. Nhiêu tiền dạ? Dạ 50. Ờ đây. Bao nhiêu? 50 ạ. Gì mắc dữ vậy? Vậy trời ơi, từ đó qua đây 50. Cục vàng, em còn 50 ngàn lẻ đó không? Trả cho. Ờ thôi trả luôn đi, mắc công vô mở tủ quá. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn nha. Em đi. Vô đây, vô đây, vô đây ngồi nè. Vô đây, vô đây. Trời ơi là trời thiệt. Tại sao anh lại đụng vào máy tính bay Minh chứ vậy? Ừ. Nó chúa ghét ai đụng vô máy tính của nó lắm á. Đã vậy còn chơi kịch bản của nó nữa chứ. Nó là nó dồn hết tâm huyết vô đó. Anh chê nó là bị nó chửi là đúng rồi. Đó là những thứ mà nó chúa ghét và kỵ nữa. Đúng. Thôi đi. Ừ. Gì vậy? Dính dáng gì tới mấy người hả? Hai người gọi tôi tới đây để nói mấy chuyện vớ vẩn này hả? Vớ vẩn cái gì? Ờ. Không dính dáng tới vợ chồng tôi nhưng mà dính dáng tới bé Minh Minh. Đúng. Trời ơi. Mà anh, tụi tôi nói cho anh nghe này nè. Bây giờ tụi tôi sẽ chỉ cho anh cách mà để thu phục trái tim của Minh Minh ha. Bây giờ tụi tôi muốn thu phục nó thì bây giờ mình phải hiểu được tâm tư tình cảm, những cái gì nó thích, những cái gì nó ghét. À, xong rồi những cái ưu điểm, những cái khuyết điểm của nó từ nhỏ tới giờ. Bù lại thì cục thịt nó đi. Trời ơi, sẵn trớn cục vàng nó luôn cho rồi đi. Bù lại thì anh đầu tư cho tụi tôi một chút đỉnh. Một chút đỉnh để mở nguyên cái tiệm DVD thôi. Dễ mà đúng không? Yên đi. Hai người bị điên hả? Nghĩ sao mà dám thương lượng với tôi chuyện đó? Anh đó nha, anh không có nên dùng những cái lời lẽ đó nói với tụi tôi. Ừ. Hiểu không? Anh không giúp thì thôi. Trời, mà tôi cũng nói thiệt với anh luôn á, tôi thích Minh Minh quen với anh Đình Phong hơn. Anh Đình Phong thì vừa nhã nhặn, nhẹ nhàng, phóng khoáng nữa. Nhìn như là thấy muốn yêu liền rồi, thấy không? Nhìn lấy anh đi. Trời ơi. Thế ghét. Đúng không cục thịt? Mở đâu cái gì? Ừ thì người ta nói đúng thôi chứ mắc cười quá. Đúng không cục vàng? Ừ. Mà tụi mình là những người mà trọng nghĩa khí mà đúng không? Đúng. Bây giờ thử nghĩ đi. Nếu như Minh Minh mà lấy Đình Phong thì có phải lâm vào tình cảnh mà một hoàng hậu mà hai vua không? Còn nếu như mà Minh Minh lấy anh á, cho dù có cưới lại lần nữa thì vẫn là cái gì? Một hoàng hậu, một vua, đúng không? Hay quá chứ còn gì nữa. Đúng rồi. Mà bây giờ tôi tôi nói cho anh biết trước nha. Nếu mà bây giờ anh không có chịu thì tôi sẽ nói với anh Đình Phong. Bây giờ đưa mấy cái đó qua cho Đình Phong thôi. Trời ơi, đổi lấy trái tim người đẹp mà có cái gì? Tiệm DVD thôi. Ôi, bèo. Bèo nhèo. Ừ. Thôi được rồi, tôi đồng ý. À, thì mà sáng xuống quá đi. Dậy đi, đâu rồi? À, đây nè. Nè, có đó. Sẵn luôn. Có sẵn cho anh luôn, giờ anh coi đi. Nè, mấy cái này nè, đó là mấy cái gì nó ghét nè. Nó thích ăn cái gì, thích coi phim gì, ở đâu, đó. Bây giờ anh cứ học y chang vậy là được rồi. Nói chung là bây giờ chỉ cần học thuộc và sau đó là thực hiện đúng với những gì mà hai vợ chồng tôi tư vấn sẽ được cưới được một cái người mà mình yêu thích. Người đó rất dễ thương và người đó là ai? Minh đó chính là Minh. Bé Minh Minh đó. Trời ơi, hạng thứ 48 đó hả? 48? Cái này phải lớp 10 không? Ừ. Ờ, 48 có gì đâu ngạc nhiên. Bình thường. 50 mới là hạng chót mà. Mà cũng có lúc tiến bộ lắm nha, lên được nhiêu? Hạng 11 phải không anh? Kỹ đúng, đúng, đúng. Luôn. Nhờ anh kèm á. Ủa, mấy này là gì? Cái này hả? Cái này mới là quan trọng nè. Cái này là những cái gì mà kinh nghiệm của hai vợ chồng tôi lúc mà còn thời mà mặn nồng á, chưa có cục cưng của tôi á. Rồi bây giờ coi đi rồi tư để biết tình yêu đó. Ừ. Anh sẽ có được tình yêu đẹp như tình yêu của tụi tôi. Dương Quang, sao giờ trễ vậy? Biết mấy giờ rồi không? Hơn 7 giờ rồi đó. Đi nấu cơm đi. Mướp thì xào, cá lóc thì nấu canh chua nha. Sao chưa đi nấu nữa? Minh Minh, anh sẽ trả thêm cho em tiền thuê nhà. Thay vào đó, em nấu ăn nha. Hả? Không muốn nấu ăn hả? Thì dọn ra ngoài đi. Ừ. Nè, em bị sao vậy? Sao là sao? Chuyện cái máy tính, anh đâu có ý đâu.
Đã lỡ xảy ra rồi, anh có thể làm gì được chứ? Em có nói gì tới cái chuyện máy tính đâu. Anh bị gì vậy? Vô duyên. Minh Minh, hay tối nay chúng ta ra ngoài ăn nha. Hả? Nấu ăn phiền phức lắm. Với lại dù sao đã từ lâu rồi, anh cũng hứa đãi em đi ăn nhà hàng mà. Chiều thứ nhất, ăn tối tại một nhà hàng lãng mạn. Đây là chiêu thức cơ bản để lấy lòng phụ nữ đó mà. Nhớ đó nha. Có gì vậy? Minh Minh, nhìn em ăn món nào cũng ngon, thích ha. Thích cái gì mà thích chứ? Minh Minh, bây giờ anh đố em câu này nha. Đố gì? Có ba con khỉ, khỉ vàng, khỉ trắng, khỉ nâu, mà đem hai con nhúng nước, thử hỏi xem còn con khỉ nào? Khỉ khô. Ủa, sao biết hay vậy? Câu đố cũ đích rồi. Món đó ngon không? Không khí ở đây tuyệt ha. Nhà hàng này nổi tiếng mà. Lúc trước anh Đình Phong có dẫn em tới đây một lần rồi. Hôm đó cũng ăn món này nè. Ăn biết bao nhiêu lần mà vẫn thấy ngon. Ăn đi, nói nhiều quá. Ở đây có món kem tráng miệng ngon lắm á. Tí hồi anh kêu cho tôi ăn nha. Kem ký cái gì? Ăn như vậy là đủ rồi. Có biết tôi đang thất nghiệp không? Mà sao đòi ăn nhiều quá vậy? Ăn đi. Sự va chạm cơ thể một cách tự nhiên sẽ đánh thức những tình cảm đặc biệt ngày xưa. Chuyện thật là trẻ con. Hai người này vì tiền chuyện gì cũng làm. Hôm nay đẹp trời như vậy, đi giặt đồ là đúng lắm luôn á gà mái. Thay vì ngồi yên một chỗ, phải chịu khó ra ngoài trời hoạt động như thế này mới mong khỏe được. Dùng sức đạp đi. Mới ăn cơm no mà bắt làm cái chuyện gì đâu không. Anh đúng là kỳ quặc thiệt. Đến phụ em. Phải dùng sức đạp thật mạnh đó. Hết sức rồi. Đến giúp em nha. Đạp cái gì nè. Đó. À. Ai à? Làm gì vậy? Sao giẫm đau vậy trời? Đau lắm hả? Chiều thứ ba, một cuộc cầu hôn lãng mạn bất ngờ, thổ lộ lòng mình với cô ta và một nụ hôn nóng bỏng. Cú cú. À, khoan đã, không được vô, không được đứng gần máy tính của em nữa, đi ra. Em sao rồi? Giặt đồ y chang như tập thể dục đúng không? Giặt đồ xong làm em khỏe hơn đúng không? Nếu vậy thì lần sau anh tập một mình đi nha. Vừa khỏe, vừa không phải tập thể dục. Anh thấy sau này anh với em cần phải chạy bộ nữa. Ít nhất là một tuần một lần. Như vậy thì con gà cục ta cục tác sẽ... biết rồi, biết rồi. Đừng nhìn anh bằng đôi mắt hình viên đạn đó nữa. Ý anh là nếu mà chạy bộ thì em sẽ khỏe hơn hẳn. Dương Quang. Hả? Em đã nói với anh biết bao nhiêu lần rồi. Anh thích gì thì cứ làm một mình đi. Đừng có lo kéo em theo làm gì. Anh đúng là phiền phức quá.
Minh Minh, có chuyện gì? Tối nay em có bận không? Em bận. Em phải làm việc. Em không làm sao được sao? Ngày mai em phải nộp bản thảo rồi. Ừ, vậy thì làm xong thì tới khu giấc mơ. Khu giấc mơ? Tại sao? Hôm nay là ngày đặc biệt gì hả? Không phải vậy, thích thì đi thôi. Mà nè, nói tóm lại, bảo đi thì đi chứ. Nếu vậy thì để lần khác đi đi, hôm nay em rất là bận. Không được. Bất cứ chuyện gì xảy ra em cũng phải tới, em hiểu chưa? Em mà không tới là em chết chắc đó. Nhớ chưa? Minh Minh, chúng ta hãy kết hôn nha. Anh sẽ gặp em ở khu giấc mơ. Em phải đến. Nếu không, chết chắc đó. Chết chắc rồi lại cố lên. Anh hứa, anh sẽ làm cho em hạnh phúc. Em biết điều đó mà đúng không?